Rồi con. Con thưa cha, con là Mariam, năm nay con 46 tuổi. Con là con được hai ơn. Ơn thứ nhất là chồng con năm nay 48 tuổi, cách đây 17 tháng thì chồng con bị bệnh sốt huyết dạ dày. Con là đến bệnh viện Nam Định cũng đã trả về, nhưng mà anh em chị em chúng con cũng tin tưởng vào Chúa và quay là nhắn tin cho cha, cha cầu nguyện cho chồng con đến nay đã gặp thầy gặp thuốc đã khỏi ạ. Ơn. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai là vợ chồng con hiếm muộn con cưới 26 năm nay ạ. Nhưng mà chồng con khỏi bệnh rồi thì con này xin ơn thứ hai là con xin cha và công đoàn cầu nguyện cho con. Con là được một người con nói giữa chung thì là con xin ơn Chúa ban cho con. Coi là đến nay con đã được một cháu trai 8 tháng rồi ạ. Tên là cháu là Vincente Phạm Vinh Tùng ạ. Con cảm tạ cha. Vâng ạ. Đây ạ. À? Vâng ạ, vâng ạ. Bao nhiêu năm hiếm muộn? Con 26 năm ạ. Tỉnh ra mà chả khóc lâu gì cả. Không gì. Đây, cho đặt cho con cái máy nhé. Nhé. Vâng ạ, con xin cha. Xin cha. Cười chứ, cười. Rồi. Con. Con thưa cha, con là Marianne thì nội ạ.